Hai, mến chào tất cả mọi người. Nay anh em đi xử lý cái wifi, không biết với các bạn sao chứ ở ở miền Tây tôi thấy có anh em đi xử lý mà đi cho lẹo lội xuống sông rồi chèo xuồng á. Còn anh em tôi ở xử lý xử lý đây. Đây. Các bạn đi trong rừng không à? Đó. Giờ cái này kiếm nó gì treo lên nha. Đó, anh em tôi xử lý luôn vô rừng vô bụi nè. Quay cho mọi người xem. Đó, cáp đi vậy nè. Thấy không? Anh em thấy ghê không? Rừng không ha. Này giống ở trên núi quá. Này. Nãy đi bắt mà anh bị ông chích. Anh cày cú anh. Anh lấy bịch chưa? Đâu ổ đâu? Này. Chuyển mà đi bắt ong luôn nè. Coi chừng nó chết á. Em là nó quất phát là về sưng luôn á. Này. Phan 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 phan. Từ từ trời. Bự không? Ô, cái ong rồi. Anh em, được không? Anh biết bắt không? Để đó mà. Không được chứ. Từ từ để em chụp hình lại cái. Đó, anh em thấy không? Đây này, đó. Nó nhúc nhích kìa. Không. Đó. Bá luôn nè. Được không? Em chạy trước á. Chạy gì quay đây, quay đây. Cái bài tung té á cha. Hả? Chích thấy bà luôn ở không? Nè, khỏi nè. Có mặt chưa? Hả? Ủa. Nó lòi ra kìa, nó lòi ra kìa. Quay cho anh em xem. Ông nó bay hết rồi. Đó đó. 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 Ngon ngon anh ơi. Ui nó bay ra. Vậy đó. Cũng quậy nó hơn đâu chích đâu. Anh bỏ cho cái khối cho nó bay hết đi. Đúng không? Để em lấy lá bỏ vô. Còn mật kìa. Mật phía trên kìa. Không còn, không còn, không còn. Để lấy dao không? Lấy dao kìa anh mới khởi được cái cục ngay đó. Ông rùi nha anh em. Ui da. Ui da. Nó bay. Đụng đâu nó chích đó ba. Ồ, nó chuyên nghiệp quá. Mày chắc đi rừng chuyên nghiệp nè. Cái cưa đâu. Cái gì? Cưa đâu. Cưa nào đâu có. Cưa bữa mày giải quyết cái rừng chuối á. Chuối nhà. Đâu đem heo cưa chi. Hồi đem cái chà nó ra ngoài trước rồi tính sao? Rồi dập lửa nè. Hồi trái nó dựng ra luôn. Trái bắt đền chết luôn. Được không? Còn dính gì không? Đâu trời. Để dập luôn. Lửa này trái. Trái đám rừng này cái mệt mỏi. Ui ông quá trời luôn nè. Ủa. Ui. Này sâu không nè. Con nào con đó chập bá luôn. Ui vô luôn. Ui quá trời ông con trong đó luôn kìa. Bẻ luôn cái nhánh ra cái này. Bay kìa anh chết thay bà luôn. Chết gì nữa ông con chết gì. Nó bay bay kìa có cánh nữa nó bay. Chết được mặt không? Ồ mặt kìa. Wow. Đầu liếm miếng coi. Nè. Liếm cho anh em coi coi. Nãy cái tay hồi nãy giờ có bốc gì không ba? Hù quá. Đây mặt đi anh em.
Ngon không? Một quả chữ. Quốc ơi, quốc ơi, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Ồ, đã thiệt. Chết đó ba. Quay lửa liếm ơi, quay lửa. Ôi, nó chết. Chết đó mà chết. Nó chết cái mỏ phù lên như luôn. Khủng quá, con nào chết. Phù lên như cái chành. Nè là liếm đó ngay. Ôi. Mà liếm là liếm, tao liếm mày không mà hỏi mút luôn đó. Ba mà lửa liếm mày hỏi mút luôn. Chết là nó nhắm mình luôn rồi. Trời ơi, nè, nhắm. Ủa mặt nó là nằm trên chứ đâu phải nằm dưới hả? Dưới được con. Em đứng nằm. Ủa ông quá trời, ông con quá trời anh em. Cái này đem về ngâm rượu luôn được không? Được. Rượu luôn 3 tiếng luôn hả? Ha, ngon quá. Ăn này xài á. À, ăn nhiều xài chứ bộ, em nghe nói vậy. Xài gì? Thiệt mà. Ok về nhà. Thôi anh em đi. Đưa cho cũng ngon về nhà nè. Cũng vậy. Về nhà nè. Ông làm gì? Chạy ông vui ổng luôn. Thôi mà đi ổng ra, bị ho ăn ông cười không? Đi đã chưa đụng rồi đang ngon đi ngâm rượu đây đây hỏi bà cả đi sao không còn mệt bộ còn mệt quá trời nè ù nó chảy ra rồi nó chảy ra cái bịch quá phơi các bạn ơi.